Cậu sẽ thua thôi, Polly. Không có đâu. Ủa? Bên trái nè. Cậu chú ý chút đi. Polly, cậu có sao không? Có, bánh xe bị xì rồi. Mình nhớ là đã để ở đây mà ta. Jin. Hả? Cậu về rồi hả Roy? Jin à, sao đồ đạc lung tung quá vậy? Không sao đâu, mình sẽ dọn dẹp mà. Mà có chuyện gì vậy? Polly bị xì lốp xe trên đường đua rồi. Cậu tới đó xem giùm được không? Vậy sao? Vậy chúng ta phải thay lốp cho cậu ấy. Lốp xe của cậu ấy đâu rồi? Tìm thấy rồi. Được rồi. Được rồi, xong xuôi. Cảm ơn nha Jin. Không có chi. Chào các cậu. Về rồi hả? Cậu đang kiểm tra lốp xe hả? Phải. Roy đi đâu sao mình không thấy? Roy đi dọn dẹp đồ đạc ở trong phòng lưu trữ. Sao tự nhiên cậu ấy làm vậy? Tại vì cũng lâu rồi mình chưa dọn dẹp đồ đạc ở trong đó. Cuối cùng cũng ngăn nắp được phần nào. Roy. Hoan nghênh mọi người. Wow, nhìn gọn gàng quá. Nhờ cậu dọn sạch sẽ, bây giờ nhìn phòng lưu trữ rộng rãi quá. Giờ chúng ta chỉ cần liếc mắt cái là tìm được thứ mình cần tìm liền. Cậu nói đúng. Cảm ơn cậu nha Roy. Không có gì. Mình nghĩ cậu nên đem lốp xe cũ cho Clinny đi. Không, cậu đem cho Spooky đi. Cậu ấy có sở thích sưu tập lốp xe cũ. Đúng đó, Spooky thích sưu tập chúng lắm. Trời ơi, cậu ấy sưu tập nhiều lốp xe như vậy sao? Spooky. Hả? Roy, sao cậu lại tới đây? Lúc dọn dẹp phòng lưu trữ thì mình tìm thấy những lốp xe cũ này. Và mình nghĩ chắc cậu sẽ cần nó. Wow, cảm ơn nha Roy. À, cậu lỡ tới đây rồi, vậy cậu vào chơi với mình một chút đi. Mình sẽ cho cậu xem bộ sưu tập lốp xe của mình. Mau đi theo mình. Hả? Spooky. Hả? Đường đi ngoằn ngoèo một chút nên cậu phải bám sát theo mình đó nha. Spooky đợi đã. Đi đường nào đấy Spooky? Rồi, cậu phải bám sát mình chứ. Nhanh lên. Được rồi. Đây chính là bộ sưu tập của mình. Cậu thấy tuyệt vời không? Tuyệt thật. Nhưng mà Spooky, mình nghĩ cậu nên dọn dẹp ngăn nắp một chút. Nhìn có vẻ hơi ngột ngạt, có vẻ nguy hiểm nữa đó. Không có nguy hiểm đâu, cũng không hề ngột ngạt. Mình thích sống ở một nơi như vậy. Chúng ta nhận được cảnh báo là trong vài giờ nữa sẽ có một cơn lốc ập vào thị trấn đó các cậu à. Cơn lốc lần này quy mô khá là lớn, nên chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng, đề phòng nó đến thật. Cậu đừng lo Jin, tụi mình sẽ kiểm tra mọi ngóc ngách trong thị trấn để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Đây cũng không phải là tình huống khẩn cấp, nên chúng ta chia nhau đi. Roy, nghe đây, cậu kiểm tra bờ biển và cảng biển. Amber, cậu lo dùng ngoại ô. Được thôi. Còn mình sẽ lo khu trung tâm thị trấn. Còn mình? Mình nghĩ cậu nên ở lại trụ sở với Jin. Vào những ngày này mà bay lượn trên cao sẽ nguy hiểm lắm đó. Cậu khỏi lo cho mình. Mấy cơn bão giặc rảnh này có nhầm nhò gì đâu. Hayley, cậu quên mất chuyện lần trước rồi hả? Cánh quạt của cậu đã gây rắc rối. Cơn bão lần này có sức gió còn mạnh gấp mấy lần lần trước. Đúng, đúng đó Hayley. Jin nói đúng nên nghe lời đi. Gì đây? Các cậu nghĩ mình không đủ mạnh sao? Tụi mình không có ý đó. Tụi mình không muốn cậu bị thương thôi. Đúng đó. Lỡ cậu gặp rắc rối thì tụi mình phải làm sao đây? Mình là thành viên của đội cứu hộ. Các cậu không cần phải lo cho mình. Hayley, chúng ta đến để bảo vệ cho cả thị trấn. Có nghĩa là bao gồm cả đội cứu hộ nữa. Phải đó, Polly nói rất đúng. Chúng ta mà gặp chuyện thì làm sao bảo vệ người khác được đấy. Không, gì, mình biết mình xử lý được mà. Hayley, đừng ngang bướng nữa. Cậu hãy ngoan ngoãn ở lại với mình đi. Mình không thể ngồi yên để mặc thị trấn đối đầu với cơn bão được. Mình sẽ cho các cậu thấy mình đủ khả năng để xử lý vấn đề. Hayley, mau quay lại đi. Mau quay lại đi Hayley. Phải làm sao bây giờ? Hình như Hayley mới tắt bộ đàm luôn rồi. Sao? Hayley có vẻ đang buồn lắm. Cậu đừng lo lắng, đợi cậu ấy bình tĩnh lại rồi sẽ quay trở lại thôi. Mình sẽ ở đây và liên tục gọi cho cậu ấy.
Được rồi, cảm ơn Shin. Còn lại mấy người chúng ta không thể kiểm tra hết toàn bộ thị trấn được đâu. Shin, cậu báo cho cư dân biết về cơn lốc đi. Được thôi. Cư dân của thị trấn Rum hãy chú ý, mình xin cảnh báo sắp có lốc. Xin mọi người hãy di chuyển đến khu vực an toàn và tuân thủ theo quy định về an toàn. Lặp lại, đây là thông báo cảnh báo cơn lốc sắp tới, đội cứu hộ xin thông báo. Hy vọng là cơn lốc không quá lớn. Hả? Hayley, 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 cậu ấy không trả lời mình. Rắc rối quá đi. Làm như mình gặp bão mà không bay được vậy. Được, mình sẽ hoàn thành chuyến đi của mình và chứng minh cho họ thấy Hayley này có những gì. Nhanh lên, đi tiếp đi. Nhanh lên các con ơi. Tiếp tục, có vẻ an toàn. Lốc đáng sợ lắm. Hình như chú Wheeler đã dán kính cửa sổ rồi. Hả? Bosty, Holy, cậu đang định đi đâu vậy? Mình định đến hầm trú ẩn trên núi để giao thư cho khách hàng á. Giao thư trong thời tiết này sao? Mình không tán thành, vì như vậy rất nguy hiểm. Đợi hết bão rồi hãy đi cũng được mà. Được, mình nghe cậu. Nhưng mà trời vẫn chưa mưa mà ta. Chỉ cần đi giao thật nhanh thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Là Scooby và tôi cũng là người yêu tất cả trẻ em ở trên thế giới này. Chúng ta đã đến nơi an toàn và mọi người hãy cẩn thận khi đi xuống. Annie, Tim, Mary, Toby, Sam, mấy đứa nên đối xử tử tế với nhau đó nha. Scooby, anh không cần nói những điều đó. Tụi em không còn là con nít nữa đâu. Đúng vậy, từ bây giờ tụi em là học sinh tiểu học rồi. Xin lỗi, anh quên mất điều đó. Bây giờ tụi em là học sinh tiểu học rồi, phải không? Anh rất tự hào về tụi em. Và anh xin chúc mừng vì tụi em đã trở thành học sinh tiểu học. Sắp tới giờ rồi, tụi em mau vào lớp đi. Được rồi, bye bye nha mấy đứa. La 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 la. Mấy đứa nhỏ đã lớn lên và vào lớp 1 rồi. Thời gian trôi qua công nhận nhanh thiệt. Mình muốn tặng một món quà cho tụi nhỏ, nhưng tặng cái gì mới được bây giờ đây? Có nên tặng họ những bông hoa xinh đẹp không ta? Cảm ơn Busty. Không có gì. Một tấm thiệp dễ thương được không? Ôi trời ơi, mình không biết tặng cái gì hết. Hả? Đúng là những quả bong bóng đẹp. Phải rồi, món quà mình tặng sẽ là bóng bay. Dạ, xin chào ông chủ. Chú có thể bán cho con vài quả bóng bay được không chú? Tất nhiên. Chú có những quả bóng bay màu xanh và màu đỏ nữa. Con muốn màu gì cũng có hết. Đây là món quà cho bạn nhỏ của con đó chú. Vì vậy con thích những quả bóng đặc biệt hơn. Nếu mà con muốn có những quả bóng đặc biệt cũng không thành vấn đề. Hãy xem nào. Không phải cái này, không phải cái kia. Nào, đây, chú có đúng 5 quả bóng đặc biệt. Tuyệt vời, đó là số lượng bóng bay chính xác mà con cần đó chú. Được rồi, nhưng mà con phải giữ những quả bóng thật cẩn thận nha. Nếu không họ sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Con thật lòng cảm ơn chú rất là nhiều nha. Wow, Scooby đang chở theo những quả bóng bay thật đẹp. Scooby, chào Hayley. Sao cậu chở theo bóng bay? Đây là bí mật. Nói mình biết đi. Nói mình biết bí mật của cậu là gì đi. Được rồi, mình chỉ nói điều này với cậu thôi đó. Đây là món quà bất ngờ mà mình dành tặng cho tụi nhỏ khi tụi nhỏ trở thành học sinh của trường tiểu học. Món quà bất ngờ. Wow, chắc chắn tụi nhỏ sẽ rất thích món quà này. Cậu cũng nghĩ vậy hả? Mình đã rất phấn khích khi nghĩ tới cảnh tặng bóng bay cho tụi nhỏ đó. Scooby, đội cứu hộ có thể giúp gì cho kế hoạch bất ngờ của cậu dành cho tụi nhỏ hay không vậy? Có thể giúp gì hả? Phải rồi, mình mới vừa nghĩ ra một ý tưởng hay lắm đây nè. Ồ, ý tưởng là gì? Để mình nói cho cậu biết nha. Đây đúng là ý tưởng tuyệt vời. Mình sẽ tới trạm cứu hộ nói cho mọi người biết. Được rồi, một lát nữa mình gặp nhau ở trường học nha. Được rồi. Tạm biệt. Lớp xe này cũ quá rồi, phải bỏ đi thôi. Chú Wheeler. Hả?
Chào Spooky. Con chào chú. Ô, chú bỏ hết mấy cái lốp xe này sao chú? Phải, sao vậy? Vậy để con lấy cho. Được rồi. Ô, vui quá đi. Bỏ lốp xe xuống cho chú liền. Ô, sao vậy chú? Sau này chú vẫn còn dùng tới nó nữa. Mình tưởng chú ấy đem đi bỏ chứ. Xong rồi. Hình đẹp ghê không? Chú Wheeler, xin chào. Chào con, chú giúp được gì cho con nè? Dạ, chú cho con mượn cây búa của chú có được không chú? Búa của chú hả? Chắc là không được đâu. Chú đang định dùng để làm việc tiếp đây nè. Vậy chú dùng xong cho con mượn được không? Con sẽ đợi ở đây. Hả? Chú không cần biết là con có đợi hay không. Hôm nay chú cần dùng, ngày mai cũng cần. Chú sẽ giữ khư khư cả đời luôn. Ích kỷ quá. Mấy đứa đừng có gây ồn ào nữa coi. Chú Wheeler, con đang làm cái gì vậy? Con cần sửa đường ống thoát nước. Có chú ở đây đừng có làm nữa. Khi nào ở một mình rồi hãy làm. Ồn ào quá sao chú động não được. Để đâu mất tiêu rồi ta? Hả? Sao vậy Chín? Hình như bộ dụng cụ của mình mất tiêu hết rồi. Sao lại như vậy chứ? Chào mọi người. Xin chào. Xin chào. Chín, có chuyện gì vậy? Cậu ấy lại bị mất dụng cụ nữa rồi. Mình tìm hoài mà không thấy. Chúng đâu có tự bỏ chạy được. Cậu không có cho ai khác mượn chứ? Nghĩ kỹ lại thì cậu nói đúng đó. Mình có cho ai mượn không ta? Không nghĩ ra được. Nhớ kỹ lại xem. Nhưng mình không nhớ nổi. Nhưng mà Gina, hôm nay cậu còn phải làm việc. Chắc cậu phải đi mượn dụng cụ của người khác đỡ thôi. Chú Wheeler có dụng cụ đó. Chú ấy có nhiều lắm. Để mình đi xin cho. Tốt quá Hayley.